Ê con Đi vòng danh cho Khánh mà, ơi. ê những người mà chấm trên đầu người ta chấm 9 hay là 6? Có nghĩa là Đâu Khánh mới chấm? thế bình thường người ta Không chấm có là chấm. chấm 9 hay 6? Ở trên đầu á. Vâng, theo cấp bậc, theo cấp bậc thì chấm bao nhiêu? Không, cái đấy thì do cái đốt lều vậy. Như vậy là do mình cúng dường Phật ấy, mình thích thì mình đốt thôi. Có người đốt 9 chấm. Nhưng mà hôm nọ đi thọ giới đấy, có một cụ làm tới 12 chấm rồi sao cụ ngớ ngẩn luôn. Hai trái rồi Đi thẳng. có cả 12 chấm này. Ngớ ngẩn luôn thật. Bình thường thì vẫn 12 còn chấm thì bình thường vẫn quét dắt sân chùa, nhưng mà cuối cùng làm tới 12 chấm là thôi, lúc đấy là đi ngoài đường luôn đấy, lang thang. Cái này nó nằm vào cái dây thần kinh thì nó sợ lắm, đốt đấy, đốt trên đầu mà nó buốt đầu. Cái hôm nó nhuận rác đốt 3 chấm nhưng mà nó buốt, nhưng mà kiểu do cái làm sao đấy, cái tâm của mình nó cũng không chân thành hay sao ấy. Thế mà bây giờ nó chỉ mờ mờ thôi. Của cô là chấm rõ đúng không? chưa ông đâu có cho chấm À này. có chấm Ông đốt cho nó vào dây thần kinh sợ lắm nhỉ. Không, thật ra thì cái hương thì nó không vào thần kinh, nếu mà xăm bằng máy xăm ấy nó mới là vào dây thần kinh. con chấm được chấm chấm Cái này là đốt hôm đấy là đốt bằng cái hương trầm ấy nhỉ. Xong bắt đầu họ lấy hương ấy, họ đốt cái đầu hương ấy, họ thổi giống như thổi tranh gỗ ấy. Khánh hiểu không? Họ phải đốt họ họ để cái đầu nhang vào cái chỗ đấy đấy. Xong họ lấy ta mồm một thổi nào. Thế là cái đầu nhang nó đang cháy ấy. Nó lõm vào cái chỗ này. nhang thì nó không bình thường, sợ nhất là dùng xăm ấy, dùng máy xăm xăm màu ấy, nó Không, xăm không vào phun. Cái này là đốt lều với lại có cái tâm mà đến lúc mà khi đóng vẩy rồi ấy, khi đóng vẩy bắt đầu với nuôi ấy, nuôi cái vẩy nó bong ra xong là cậy mấy lần vẩy ấy, nó mới lõm, nó mới trắng như vậy ấy. Chứ không phải một lần mà được đâu. Khi ví dụ nó đóng vẩy đúng không, giống như mình có một cái vết thương nó đóng vẩy xong là cậy cái vẩy ra xong bắt đầu để nó chảy máu, bắt đầu nó lại mâng lên, mâng mủ lên, xong mà phải đến hơn 1 tháng đấy, không hơn 1 tháng sau với nó mới được như vậy đấy. Ồ ghê nhỉ. sư cô có nó lại còn máu nó chít 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 ra Hôm nào Khánh vào Đà Lạt nhá, vào Đà Lạt chơi ra đón vâng. đón là đi phóng danh. Bây giờ đây cả đoàn đi phóng danh này, các quý thầy với mọi người đang đi phóng danh. Thôi thầy nhá. Thôi cháu về đây cháu có việc tí rồi chú ơi. Vâng. Chào Khánh nhá, chào mọi người ạ. Phóng xanh suốt ngày. Đang tính dùng cái máy xăm xăm vào nhưng mà sợ nó vào huyệt đầu xăm vào lại thần kinh luôn. Nói chuyện với Tiến thì kệ Tiến, người ta thích chơi với ai thì quyền người ta, liên quan gì đâu.